Chào bạn, tôi là Tú Phan trên trang web phankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cái cách chúng ta xuất cái dữ liệu bên phần mềm After Effects và phần mềm Cinema 4D. Thì chúng ta cũng sử dụng một cái login bên ngoài để chúng ta cài vô phần mềm After Effects này. Thì nghĩa là bạn trên màn hình bạn thấy được tôi đang có cái file nè. Thấy chưa? Cái file After Effects như thế này, chuyển động của chữ camera. Thật ra là cái chữ camera nó không có xoay đâu, mà do cái camera chúng ta nó zoom ra rồi sau đó là nó xoay thôi, chứ cái chữ camera vẫn đứng yên á. Rồi thì để xuất từ After Effects ra Cinema 4D thì chúng ta sẽ cài cái login. Cái file login này tôi đã tải bên dưới cái video này trong phần mô tả, bạn tải về. Thì tương tự như vừa hổm chúng ta tải cái file cài đặt để nhập từ Cinema 4D vào đây, thì tương tự vậy chúng ta sẽ có một cái login. Cái importer này nè là cái mà chúng ta sẽ nhập từ Cinema 4D vô After Effects. Ngược lại, chúng ta có cái thư mục là C4D format nè, là chúng ta sẽ xuất từ After Effects ra phần mềm Cinema 4D đây. Rồi nếu bạn sử dụng hệ nền Windows thì chọn dưới đây, còn bạn nào sử dụng Mac của Apple thì chọn đây Mac. Ta sử dụng Windows rồi CS5-6 nè, mà như là rồi bạn chọn đây. Sau đó bạn copy cái file này, copy, sau đó bạn dạo C program file Adobe. Lưu ý hay quên nữa, nếu bạn nào sử dụng hệ điều hành 86 bit thì đây tôi sử dụng 64 bit Adobe After Effects CC, tôi đang sử dụng phiên bản CC. Rồi support file, tương tự như chúng ta cài cái login kia thôi, login mà đã nhập vô Cinema 4D á, cũng chọn cái thư mục login. Rồi thì ở trong đây thì cũng tương tự như các bạn á, thì các bạn cứ copy ba chỗ đi, chúng ta không biết chắc chắn chỗ nào thì ta copy. Đầu tiên ta copy chỗ này một chỗ nè, đây ta copy chỗ này một chỗ nè, C4D format là một chỗ. Cái thứ hai là copy trong thư mục này, đây format hai chỗ. Cái thứ ba là copy vô cái extension này, đây C4D format ba chỗ ha. Rồi sau khi copy xong thì bạn tắt cái phần mềm After Effects đi, bạn đang mở thì bạn tắt đi, sau đó bạn mở lại thì nó mới áp dụng. Rồi sau đó tôi có cái file này rồi ha, file này tôi tải bên phía dưới cái video này trong phần mô tả. Bạn lấy cái file này ra, bạn nhấn chữ export là xuất đây, xuất cái định dạng là C4D nè, nó hiện lên cái dòng chữ này là đúng nè, Cinema 4D exporter. Nếu hiện lên dòng chữ này là đúng ha, nè Cinema 4D, do tôi copy ba lần nên nó hiểu là ba cái, nó tưởng là ba cái login, thực ra là có một cái login nè, bạn chọn cái nào cũng được, thấy chưa? Rồi tôi chọn rồi đó, file này export nè. Sau đó bạn chọn cái chỗ bạn lưu, chỗ bạn lưu chỗ nào cũng được, để sử tôi lưu trong document này luôn đi, download này luôn đi. Rồi đặt tên cái file là export C4D. Rồi giả sử gì ha, lưu. Rồi giờ ta sẽ qua bên cái phần mềm Cinema 4D, ta mở cái file lên coi đúng được vậy không. Video này cũng tương đối là nhanh thôi bạn, ngắn thôi bạn, chúng ta chỉ xuất cái dữ liệu từ After Effects qua Cinema 4D. File đây, sau đó phần. Rồi cái file tôi vừa đây nè, export C4D nè ha, cái file tôi mới vừa tạo Cinema 4D đi, open. Rồi chúng ta được cái file đó, bạn nhấn phím H, lay thử đó, thấy chưa? Thì cái đây là cái dữ liệu nền chúng ta, cái mặt phẳng này xám xám này chính là cái chữ camera đó, bạn thấy chưa? Đây chính là cái chữ camera đó, mà do đây là nó đại tượng trưng cho bạn hiểu á, tượng trưng cho bạn hiểu là đây là cái camera nè. Đấy, xin lỗi, cái nãy tôi làm, nếu tôi chỉnh sửa thì tôi phải tắt cái chế độ hiển thị cái camera, nãy giờ tôi chỉnh bên camera, bạn thấy chưa? Tôi đóng cái này đi, low no, tôi đóng, tôi mở lại nè, open. Rồi xin phép export CVD đây, open. Rồi chúng ta phải tắt cái camera đi, chúng ta phải xem, chúng ta chỉnh cái size camera của chúng ta. Đây, tắt camera đây. Rồi, bạn thấy chưa? Ta chạy cho bạn xem thử lại nè. Thật ra là cái camera từ phía sau nó zoom ra xa, rồi sau đó là nó xoay. Còn cái chữ camera này á, nó cái mặt phẳng màu xám này nó không có chuyển động gì hết á. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta được một cái gọi là cái chuyển động của camera đó. Ta lưu từ bên After Effects qua đây. Rồi các bạn muốn có cái logo mà cái chữ camera nãy bên phần mềm After Effects thì bạn sửa lại, bạn chèn cái chữ camera, chèn cái chữ camera vô cái xám xám này thì thôi, rất là dễ, bạn thấy không đó. Rồi đây, để tôi copy thử các bạn ha, tôi copy thử, tôi lấy cái logo tôi copy thử vô coi,
Còn đợi tôi một tí ha. Tôi lấy cái tôi mở một cái file lên. Đây tôi sẽ tôi copy hết những cái này đi. Tôi làm cho nhanh, Ctrl C. Rồi tôi copy qua đây Ctrl V. Rồi bạn thấy chưa? Sau đó tôi bật cái camera lên cho các bạn xem nè. Đây bật camera lên ha. Đó. Thấy chưa? Giả sử chữ logo là cái chữ chữ camera bên phần mềm interface này đó. Thấy chưa? Tương tự đây, tại vì cái chuyển động camera chúng ta đã copy từ bên kia qua đây rồi nên nó hoàn toàn tương tự. Đó. Hay cho render thử, Ctrl R thử. Đó, thấy chưa? Rất là hay. Sau khi làm xong thì bạn có thể làm thực hiện cái thao tác là bạn xuất ngược lại qua bên cái phần mềm After Effects tôi hướng dẫn rồi. Chúng ta chỉ việc là export chọn cái phần cell này nè. Đây click đây đánh dấu là liên kết với After Effects. Chỉ việc làm vậy thôi là chúng ta xuất ra được một cái file để đưa vào trong After Effects ngược lại rồi. Rất là dễ ha. Rồi video này chỉ hướng dẫn chúng ta làm ngược lại thôi. Video này là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Tôi là Tú Phan, hướng dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com.